các bạn chào mừng các bạn đến với kênh đinh lăng food and horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha à, câu chuyện ngày hôm nay là tân sẽ có một cái lời giải thích cho một số bạn thắc mắc là nghe chuyện ma của tân từ xưa đến giờ à, khi mà nghe đến những người bạn của tân thì có quá nhiều bạn gặp tai nạn và mất đi à, thì liệu là tân có đem lại vận xui cho bạn mình hay không thì Tân cũng đã trả lời cái câu hỏi này nhiều ở các phần tập trước. Nhưng chắc có lẽ hôm nay là Tân sẽ trả lời nó cặn kẽ hơn để cho các bạn hiểu. Cái hồi mà mình mới lớn á, à, thì khi mà mình thoát ra được cái khỏi mà cái sự kìm cặp của gia đình á, mà cái chuyện mình thoát khỏi đó là do mình à, bắt đầu mình trưởng thành, mình quậy thì mình rất là muốn khám phá thế giới ở xung quanh mình các bạn thử nghĩ xem khi các bạn sống trong một cái gia đình mà ba mẹ kìm cặp và ba mẹ bắt bạn sống theo cái lối sống mà ba mẹ các bạn muốn mà các bạn đi ra khỏi nhà chừng ba bốn ngã tư mà các bạn đã cảm thấy rằng là nó đã rất là xa rồi và khi các bạn được ba mẹ chở ra sân bay đón một ai đó mà các bạn có cảm giác như các bạn đang đi du lịch thì cuộc sống các bạn chẳng khác gì đang bị cầm tù trong chính gia đình của mình. Sài Gòn nó không có lớn mà bạn đi ra chừng hai ba ngã tư bạn đã thấy nó là một thế giới khác. Thì có nghĩa là bạn không có một cái tư duy gì về nơi mình sống mà bạn đang bị không có tự do trong cuộc sống của mình Thì khi mà bạn sống trong một cái gia đình mà người ta gò bó mình như vậy Thì đến khi mà bạn đủ lông đủ cánh ở giai đoạn 1 Có nghĩa là bạn đã biết tự thân đi ra đường kết bạn Bạn đã biết bạn cần cái gì của sự tự do Thì lúc đó bạn rất là quậy Thì chính vào những cái thời điểm đó mà bạn sẽ có những người bạn và những người bạn đó là những người bạn à, thuộc thế hệ được gọi là F1 là những người bạn đầu đời, thì những người bạn đầu đời của Tân là dân lưu linh lưu địa, là dân xã hội, là những cái người mà họ sống lan bạc kỳ hồ bên ngoài, họ không phải là như gia đình của mình muốn là những người bạn có học, những người bạn mà gia đình của tân người ta rõ ràng, cho nên Tân mới nói rằng là mình là sống trong cái cuộc sống của xã hội ngay từ rất sớm thì vào cái thời điểm nó tân có một cái tính cái tính đó của tân nó tạo ra một cái mối quan hệ rất là vững bền và đến bây giờ tân vẫn áp dụng cái phương thức đó cho cuộc sống của tân hiện tại và tân thấy nó hiệu quả và đôi lần à, tân lơ là cái cách mà tân ứng dụng cái chuyện đó thì tân gặp rất là nhiều những cái chuyện mém là không may mắn cho mình à thì cái đó là cái gì thì Tân sẽ kể ở cuối câu chuyện này. Thì ở cái câu chuyện này nó có một cái sự trùng lập bất thường vào cái thời điểm đó. Nó rơi vào năm 2005, 2006. Lúc đó là Tân không có định hướng cho cuộc sống của mình. Tại vì mình còn quá trẻ. Mình mới vào và gọi là bước vào cái tuổi, ô oh mai cái tuổi mà ra đời quậy phá thôi mình không có định hướng gì hết, mình không biết học để làm gì. Tại vì không ai định hướng cho mình tương lai làm gì mà mình là hiểu mình rất là rõ khả năng của mình không thể nào mà học giỏi như là những người khác trong gia đình. Mình muốn ra ngoài học hỏi và kinh doanh hơn. Đó. Cho nên lúc đó là mình đâm đầu vô những cái thú vui mới lạ. Thì đầu tiên đó là nhậu nhẹt và đi kết thân kết bạn ở khắp nơi. Nhưng mà trong quá trình kết thân đó Mình có một cái tính đó. Ở cuối video Tân sẽ nói nhiều hơn về cái tính này Là Tân không bao giờ kết hợp Các nhóm bạn chơi chung với nhau lại Ví dụ như Tân chơi với người ở quận nhất Thì Tân chỉ chơi với người quận nhất đó thôi Và bạn bè của họ nếu họ cho phép Tân bước vào cuộc chơi của họ nhưng Tân không bao giờ giới thiệu cái người bạn quận nhất để chơi chung với cái nhóm ở quận 2. <laughs> ừ, cái tính Tân xưa giờ vậy cho nên trong suốt cái quá trình mà tân tồn tại đến giờ những người bạn tân hầu như là tân có rất nhiều nhưng mà họ không biết nhau để tránh những cái thị phi không đáng <laughs> khi mình kết hợp lại thì tự nhiên mình đang tạo ra một nhóm bạn rất đông nhưng mà một khi họ xấu tính họ nói xấu mình hay là họ làm cái chuyện gì có lỗi với mình thì họ sẽ liên kết lại họ đá mình ra khỏi cuộc chơi à, cho nên rằng là từ xưa đến nay chơi với ai là chơi đúng một người ở vị trí đó thời điểm đó khoảnh khắc đó kỷ niệm đó chứ không kết hợp lại nhau thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó bắt đầu khi mà một cái ngày hôm đó cái giác quan thứ sáu của tân tự nhiên nó rất là hiệu nghiệm thì quét quan thứ sáu trong người các bạn cũng có đôi lúc nó sẽ vận hành rất là tốt vào những cái khoảnh khắc mà các bạn cảm thấy nó có cái gì đó không ổn đến với mình đúng không thì ngày đó tân có cái cảm giác ai đó sẽ tìm mình mà tại sao tìm mình thì mình không biết thì cái tân đi ăn sáng về thì một cái nhóm anh em ở bên bình thạnh là tới tìm mấy anh em mới báo tân biết là một cái người bạn đã từng nhậu chung với nhau ở bên bình thạnh à, vừa mới qua đời do bị uh, chấn thương và dập não thì tân không có thấy lạ có nghĩa là cái cảm giác của tân đó là đầu tiên là tân không có thân với bạn này chỉ là vô tình trong một lần ngồi thì bạn biết rồi mình thì không kết hợp những người bạn lại nhưng mà hồi đó, đó người ta rất là thích phô trương người ta thích gom tất cả anh em lại để cho thấy đông băng đảng thấy đông còn tân thì lại thích không thích đông tân thích là riêng lẻ nhưng mà mình vô cuộc chơi của người ta nhập gia tùy tục người ta thích gì kệ người ta mình không có quyền góp ý à, cho nên là lúc đó tân có ngồi uh, lai rai với bạn mà đã mất á, một lần hai lần gì đó à, và cũng nhờ bạn đó tân biết một câu chuyện tâm linh ha, à, thì hôm nay bạn nó mất tân cũng không lấy làm bức xúc hay là buồn hay là làm lạ Cái cuộc thông báo nó giống như là người ta thông báo cho mình biết là ờ cái người đó mất rồi chúng ta chuẩn bị có cơ hội để mà giữ đám tang rồi nhậu cùng nhau Chứ còn có nhiều người tới cái chỗ đó nhưng mà họ không có tình cảm với người mất. Nó chỉ là một cái cơ hội để nhậu mà không tốn tiền thôi. Rồi nó kiểu là vậy. Thì Tân mới nói là bữa đó Tân bận. Cho nên là từ đây đến tối hoặc hôm sau là Tân sẽ ghé qua Tân thấp nhang. Thì cái nhóm Bình Thạnh vừa về là Tân có một linh tính rất mạnh. Là cái nhóm ở Bình Chánh nó cũng sẽ qua nói y chang vậy. Tại vì câu chuyện này chỉ một mình Tân đến giờ chỉ một mình Tân biết Chứ những người bạn ở hai bên Và gia đình của hai người mất chắc cũng không biết Có một mình Tân biết thôi <laughs> Thì đúng như vậy Đến khoảng 2-3 tiếng sau Thì cái nhóm bên Bình Chánh Mới qua nói với mình Là cái người đó đã mất Và Tân biết luôn Là bị dập não Và Tân có linh tính hai người này mất cùng một con đường nhưng mà Tân không có nói ra thôi Thì thời điểm đó Tân mới thu xếp Tân qua bên Bình Thạnh trước Ai mời trước mình qua trước Tân qua Tân thấp nhang nhưng mà Tân không có nhậu nhẹt Ở bên đó à, Tại vì mình không có nhậu trong đám tang Tân nói nhà có việc nên thấp nhang xong Tân chào anh em Tân về Khi qua bên Bình Chánh cũng chung ngày luôn đó Thì Tân xác định đúng có nghĩa là cả hai cái người này mất chung một con đường chỉ là hai bên gia đình không biết nhau Hai băng nhóm này không hề biết nhau Cái điểm chung của hai người này Tân biết Tại vô tình mình 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 biết thôi Thì đầu tiên á Là Cái đêm hôm đó Cái nhóm bên Bình Thạnh mời mình đi nhậu Ở bên uh, phía của uh, uh, Thanh Đa đó Ngày xưa có mấy cái quán nhậu gian sông Thì lúc đó là cái người đó quen với uh, chủ Đâm ra là nhậu đến sáng thì cái người mất cái anh mà mất bên 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 băng bình thạnh đó, là có vô đó ngồi ảnh là lớn tuổi hơn tân nhiều lắm đúng ra kêu bằng chú được đó thì mình mới ngồi đó mình im thì họ nói chuyện với nhau một hồi không có gì để nói họ mới nói đến chuyện ma thì cái câu chuyện ma nó rất là hợp thời hợp không gian địa điểm tại ngồi gian sông thì một cái anh trong cái nhóm nó mới nói một câu này nè tôi nghe nói là người ta nhảy xuống sông á nam nữ hình như là có người là nằm sấp với người nằm ngửa thì không biết là nam sấp hay là nữ sấp à, thì nói chuyện vậy lúc đó thì những người xung quanh người ta nói là hình như là nam là nằm sấp mà nữ là nằm ngửa hay sao đó thì có người mới cãi lại là nữ sấp nam ngửa là cứ hỏi cứ nói chuyện kiểu như vậy thì lúc đó có một người bắt đầu à, vô duyên thì bạn biết rồi ở đâu cũng sẽ có thằng khùng thằng điên mà thì có một thằng nó sẽ hay nói vô vậy đó. trong cái nhóm mà lưu linh lưu địa mà dân xã hội mà lan bạc kỳ hồ đó thì nó mới nói vô là sao giống cái mình đi chùa mà mình đi xin xin xăm mình thấy cái cái cục xăm lên đó nếu mà nó một lần ngửa một một sắp á thì là mình được còn nếu cùng sắp cùng ngửa đó, là mình không được sau này giống vậy quá vậy ta có bao giờ ngày nào mình nhìn thấy được hai sát nam hai sát nữ luôn không nó giống như cái đồ sinh sâm thì những người xung quanh người ta lạnh người liền người ta mới nói là mày đừng có nói bậy giờ này giờ linh <laughs> nói gì nói đừng có nói chuyện ma gia người chết giờ này nó linh lắm thì cái anh mà bên bình thạnh mà mất á anh mới nói là cái chuyện gì anh cũng không sợ nhưng mà chuyện tâm linh chuyện ma anh rất là sợ và anh có một cái giấc mơ Nó diễn đi diễn lại trong cuộc đời của anh Cái giấc mơ đó là Mỗi lần anh ngủ đó Cái hồn của anh đi đến một cái ngã tư đường Ở trong quận 5 Anh thấy xung quanh toàn là bản hiệu của người qua thôi Và anh gặp một cô gái bằng áo đỏ Cái cô gái này nói với anh đó, là đừng sống ở thế giới người dương nữa Thế giới người âm vui hơn Mới kêu ảnh nhìn đi thì ảnh quay qua ảnh nhìn thì ảnh thấy những người xung quanh là những người ảnh biết có thể là cô gì chú bác đã mất của ảnh hoặc là những người bạn mà không may mắn qua đời của ảnh họ đi dứt da dứt dưỡng như những dông hồn đó. họ đi qua đi lại rất là đáng sợ thì cái cô này mới nói rằng là đừng có sợ họ quen với mình anh có muốn đi coi phim không à thì cổ mới dẫn anh này vô một cái rạp phim coi cái phim nó màu ngà vàng và cái phim đó nó chiếu về những người mà bị chém đầu cho đến khi những cái đầu nó mở mắt nhìn ảnh thì ảnh nhắm mắt lại ảnh sợ và khi ảnh mở mắt ra thì ở cái rạp phim nó toàn là người mất thôi toàn là người chết thì cô này cũng mới cười cô cười cô nói đừng có nó sợ anh chịu đi theo tôi thì anh gật đầu thì mỗi lần mà nghe đến câu đó là anh tỉnh và anh nói giấc mơ này lặp đi lặp lại rất là thật và nó có một điều rất lạ là hễ cái mối quan hệ của ảnh có một người nào mất á thì trong giấc mơ lặp lại nó sẽ có dông hồn người đó đi ngang giống như ảnh nhìn thấy một thế giới người âm thật sự mà trong đó có những người mà ảnh quen biết nữa thì cái thời điểm mà tân nghe câu chuyện đó đó tân bị lạnh người và Tân bị sợ. Thứ nhất là mình chưa có gia chạm cuộc đời nhiều. Đâm ra mình nghe một người lớn tuổi hơn mình kể chuyện giữa đêm khuya. Thì Tân rất là ấn tượng với cái câu chuyện giấc mơ gặp người áo đỏ đó. Và Tân sợ vô cùng. Nhưng mà đó là cái thú vị của cuộc sống lưu linh lưu địa. Cuộc sống ăn nhậu rài đây mai đó. Tuy tương lai không có nhưng mà câu chuyện rất nhiều. Và mỗi người một số phận. Cho khi, khi mình nghe cái câu chuyện đó mình rất là thích thì tân đi nhậu ở khắp nơi chỗ này chỗ nọ chỗ kia thì khi có điều kiện thuận lợi tân đều kể câu chuyện về một cái người bạn có một cái giấc mơ như vậy à ở bình thạnh thì tân được sự đón nhận thời điểm đó cũng khá là gọi là à, tuyệt vời là những cái nhóm ở các băng nhóm khác khi nghe họ cũng sợ và khi mình nhìn thấy cái gương mặt họ sợ mình phái mình kể chuyện hay người ta phái và mình sẽ được người ta trọng dụng mời lại nhậu tiếp. À, cuộc sống nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì một cái ngày hôm đó tân lại được mời qua bên bình chánh nhậu. Bên bình chánh thì tân có cái cảm giác thân thương hơn, bởi vì bên này là anh em ta làm hồ và đa số họ là người cùng quê với tân là quê ở Long An. Đâm ra cái cách họ nói chuyện và cái cách mà họ ăn uống nó hợp gu với mình còn bên anh em bên bình thạnh thì không phải là mình không thích hay không thương nhưng mà mấy anh em bên đó thì người ta à, gọi là ta nóng tánh hơn người ta không phải là dạng mà ngồi nói chuyện mà thân tình giống như là anh em bên bình chánh là như vậy và bên bình chánh đó, lúc đó đó cái con đường nguyễn văn linh còn chưa có xây xong phú mỹ hưng đó, cái, nó giống như là còn chưa có, có, có gọi là hoàn thiện gọi là hoàn chưa hoàn thiện à cho nên lúc đó là nó vẫn còn những cái đầm và dừa nước rồi này kia đó thì những anh em đó người ta làm làm hồ đó thì người ta thuê những cái máy nhà tranh ta ở thì mình vô đó mình nhậu nó đã lắm nó mát thứ hai là bên mình Chánh người ta nhậu rượu chứ người ta không có nhậu bia đâm ra là mình vô đó mình lai rai là nó cũng vui à, lại hợp gu nữa cùng quê nữa thì lúc đó là đang ngồi nhậu nhẹt vậy thì tân mới hứng thú À, qua cái câu chuyện ma của anh mấy anh em bên bình chánh là vậy họ sống trong một cái khu lao động nó có những cái đầm những cái đầm này là đầm do người ta đào chứ không phải là do nhân tạo không phải, phải, phải do do tự nhiên là nhân tạo người ta đào không phải tự nhiên cho nên là nước từ sông không có đổ vô một cách gọi là 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 tự nhiên được nhưng mà lâu lâu trong đầm xuất hiện xác chết mà mà đường đi vô cái chỗ đó nó chỉ có một con đường Và những người mất đó có nam có nữ có Lâu lâu đây là khoảng tầm là một năm hoặc là hai năm mới có một cái xác nổi lên Nhưng nguyên do mất thì những cái người ở đây người ta không biết Thì người ta không hiểu là những người đó vô từ khi nào và tại sao những người đó mất à Mấy anh em bị gọi là không hiểu là tại sao lại vậy thì không có kể có bao giờ là ma đem vô hay không thì khi Tân nghe đến đây thì Tân bắt đầu thấy cũng rợn rợn, thấy phù hợp quá. Tân mới kể cái câu chuyện giấc mơ của người anh bên Bình Thạnh. Là về cái cô gái áo đỏ. Nhưng khi Tân kể thì có một người trong nhóm tự nhiên cái người đó nhìn mình. Cái ánh nhìn đó Tân tưởng là người đó ghét mình và chuẩn bị làm gì mình. Nhưng mà người đó bị bất ngờ. Người đó mới nói sao em kể giấc mơ của anh. Có nghĩa là cái anh bên Bình Thạnh và anh bên Bình Chánh không biết nhau. Và họ ở rất xa nhau. Thì khi Tân kể từ những cái anh đó nói, đó giấc mơ của anh. Có phải là cứ mỗi lần mà mơ là cái người nào mà trong quan hệ mình mà mất thì xuất hiện trong thế giới người âm. Và cái cô đó dẫn mình đi vô cái rạp phim để coi. Và rủ mình đi nếu như gật đầu thì cổ dẫn đi liền. Có nghĩa là họ có chung một giấc mơ. Thì lúc đó tự nhiên cái không khí nó lạnh hẳn bạn. Cái không khí nó lạnh hẳn thì tân không kể nữa tân nói à đây chắc là sự trùng hợp à tân không kể nữa nhưng mà anh đó tại cũng không có thân với mình bạn biết là tân thì không giới thiệu các băng lãng với nhau nhưng mà có những người bạn dẫn mình tới cái cuộc chơi đó thì họ đã có sẵn những người bạn khác thì anh này cũng không thân với như tân nhưng mà vô tình mình ngồi mình kể để lấy lòng nhau thì nó trùng hợp như vậy thôi thì lúc đó tân sợ quá từ đó về sau Tân không kể câu chuyện này nữa Tại Tân sợ một ai đó trùng lập nữa Và Tân cũng hạn chế đi nhậu với hai nhóm này Lâu lâu cũng có qua lại những cái vấn đề Mà liên quan đến ngồi uống cà phê nói chuyện thôi Mình đi chơi có nhiều bạn khác nhau nữa Thì đùng một phát là mình mới nghe là hai người này mất Ở tại ngã tư đường quận năm Chung một ngày Và câu chuyện này chỉ có một mình mình biết Tân không có nói lại cho bất cứ ai về cái chuyện này và Tân thấy nó quá ớn lạnh. Tại sao hai người không biết nhau lại có chung một giấc mơ về một cô gái áo đỏ và cái câu chuyện nó tưởng chừng nó chỉ là một giấc mơ lặp đi lặp lại nhưng nó lại trở thành hiện thực. Thì Tân nghĩ rằng là đến một giai đoạn nào đó hai anh này đồng thuận gật đầu vào ngày hôm đó và hai anh này dông mạng và cái lý do mất đó, các bạn biết á là bị dập não trong khi cả hai đều gửi xe đi bộ ra đoạn đường mà hai người đã đứng hai ngã tư nhưng mà không có một dấu vết xe đụng cũng không có vết lết xe hay bất cứ chuyện gì và họ đều là những người thuộc cái tầng lớp mà nói thật sự là hình dung lưu linh lưu địa ăn nhậu họ không có đủ kinh phí để mà họ đi đến cùng cái cái vấn đề về pháp y cho nên là mình không thể biết được là có vấn đề gì trên đoạn đường đó hay không mà khi tưng qua hai cái đám tang tưng hỏi thì người ta đều nói rằng là khi phát hiện là nằm trên đường rồi và cả hai hai người này không biết nhau hai gia đình này không biết nhau hai nhóm này cũng không hề biết nhau và họ cũng không biết là có người mất giống như họ trong một đêm như vậy luôn họ không biết ngoài tân là người biết chuyện đó ra tại vì vô tình mình xuất hiện và mình nghe được hai câu chuyện giống nhau và mình là cái người kể ra thì ông kia không biết thì những cái vấn đề kỳ lạ đó của năm xưa nó làm cho tân tin rằng trên đời này có những chuyện liên quan tới tâm linh và có những cái thế giới vô hình song song và có những điềm báo nó đến với cùng một người nó đến hoặc là đến với nhiều người như trong câu chuyện này chỉ là họ không nói ra thôi mà bạn biết á à những cái người mà thuộc cái giới mà xã hội xã hội đây không phải là dân anh chị không là những người tham gia vào cuộc sống ví dụ nhân dân làm hồ những người mà họ làm những cái việc công việc lao động thì họ đều là dân xã hội hết họ cũng đánh nhau họ cũng này kia ừ, nhưng mà họ lại có một cái tính khá tình nghĩa họ rất tình nghĩa và họ rất kiệm lời đặc biệt ở một số người À, người ta có cái tính hay kiệm lời, người ta không có xuồng xả vô người ta nói liền, còn những người mà vô xuồng xả thể hiện là rất dễ bị lụi, rất dễ bị đâm. Cái câu chuyện tân kể thì đã xong, có nghĩa là không có hiểu tại sao họ có chung một giấc mơ tâm linh như vậy mà nó quá là lạnh người và thậm chí những nơi họ sống có những câu chuyện cũng rất là kỳ. Ví dụ như cái đầm đó, nó chỉ có một hướng vô mà lâu lâu lại có xác chết mà cũng không ai giải thích được là họ mất tại sao thì có nhiều người người ta nói rằng là do những cái người đó đi vô họ nhảy xuống cái lúc đó mọi người ngủ hết cho nên không ai thấy nhưng mà thật ra khu đó là khu lao động giờ nào cũng có người đi làm ra vô hết họ không làm giờ này họ không làm giờ khác vậy mà có người vô mà họ không biết bạn thấy họ nhậu mà nhậu đến sáng không à thì có người vô ta phải biết chứ đó thì cái vấn đề đó cũng không hiểu tại sao thì bây giờ tôi mới nói cái vấn đề cái 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 cuối clip tôi nói về cái tính của tân ngày xưa tân chơi với anh em bạn bè tân đã nói rồi tân không bao giờ kết hợp của người bên quận này với bên quận kia đâm ra tân có nhiều bạn bè nhiều ký ức nhiều không gian nhiều kỷ niệm nhưng mà họ không biết nhau tại vì tân đã từng bị một lần khi tân giới thiệu hai người bạn khi mà họ chơi với nhau họ bắt đầu họ đá mình ra khỏi cuộc chơi và họ nói xấu mình thì từ đó mình học cái bài học đó Mình không có giới thiệu lại với nhau nữa Lâu lâu trên cái đoạn đường đời Mình đi có nhiều lần mình quên Mình giới thiệu Thì mình đều thấy rằng mình luôn bị là Đá ra ngoài à, Họ chơi hất tay trên mình Cho nên mình gò lại Cái tính đó Có nghĩa là đi chơi mình không bao giờ giới thiệu Hai mối quan hệ riêng biệt Chập lại với nhau Thì mình thấy cái cách đó của mình Nó mang lại cái sự hiệu quả mình ít thị phi trong cuộc sống đó là thứ nhất cái thứ hai cũng là một thắc mắc nho nhỏ nhiều bạn chơi với những người xã hội những người mà họ manh động như vậy tại sao tân không có bị những cái chuyện liên quan đến à, sức khỏe và tính mạng thí dụ như lỡ lời ta rất dễ đập nhau là tại vì khi tân vô đó tân xác định rất rõ tân chỉ ham muốn ăn và uống cho nên là tân im lặng đầu tiên là tân sẽ im lặng từng xem xét cái bàn nhậu những người ngồi đó thuộc cá tính gì họ có nóng tính hay không khi tân thấy an toàn mọi người có vẻ thuận lòng với mình thì tân mới bắt đầu mở lòng tân nói chuyện và tân mới bắt đầu tân kể chuyện để cho người ta vui và khi người ta nóng tân sẽ im và thì người ta ít khi nóng với tân còn nếu tân gặp loại người mà nó thuộc đô bất tử mà nóng tính mà nó không có nói lý lẽ thì tân sẽ sẽ sử dụng đến chiêu đó là tân đưa cho nó trăm ngàn tân kêu là bây giờ tôi nhậu á tôi phải có mồi mà mồi thì hết mà bia cũng hết thôi thì tôi đưa bạn trăm ngàn bạn đi mua mồi tôi đi mua bia tôi bạn nhậu tiếp thì nó sẽ đi nhưng mà khi nó đi thì tân đi về luôn <laughs> mình vòng lại chứ nữa thì hôm sau nó gặp thì mình giả bộ mình nói xạo mình bịa mình nói ờ à, tôi đi về tôi bị công an bắt hoặc là trên đường tôi về tôi xỉn quá tôi té tại vì đâu có gặp lại thường xuyên đâu các bạn đâu gặp lại thường xuyên đâu lâu lâu mới gặp một lần thì nó thôi thì cái số tiền mà lần trước tôi gửi bạn mua mồi coi như là tôi chịu phạt vậy bạn 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 giữ giùm tôi ha nhưng mà cái trường hợp gặp lại cái loại đó để mà nhậu đó thì tân không bao giờ tân gặp lại lần sau cái nhóm đó có rủ tân tân sẽ hỏi ủa cái bạn đó có hay không mà nếu Tân nhắm khả năng người đó có Tân sẽ không bước vô cuộc nhậu đó Vì Tân biết người đó là người rất manh động Và thuộc dạng ép nhau uống Không uống nó sẽ lụi mình Các bạn thấy ở ngoài Dân xã hội ta hay có cái chuyện đó Là do người ta không có quan sát Và không bảo vệ bản thân mình Còn Tân đi Tân bảo vệ mình lắm Tân xác định rõ mình vô đó để thưởng thức Nghe những câu chuyện đời Của dân anh chị Và mình sẽ im lặng khi nào cần nói Mình nói còn gặp những người không lý lẽ Thì của đi thay người Mình đưa tiền cho họ Mình đánh lạc hướng Rõ ràng bạn muốn nhậu nữa phải mua bia Bạn muốn nhậu nữa phải mua mồi Thì phải chia ra Tôi mồi bạn bia Chỉ cần cầm cái tiền đó đi là tôi đi luôn Tôi không bao giờ tôi dòng lại Thì chính vì vậy mà tôi an toàn Mà còn ở đây kể những câu chuyện tâm linh Các bạn nghe đến bây giờ Hồi đó khác Bây giờ khác ngày xưa thì mình không có định hướng mình sống và mình tìm hiểu cái câu chuyện ngoài xã hội tại do gia đình kèm cặp quá khi mà mình bung ra thì mình phải đi tìm hiểu còn bây giờ cái cuộc sống mình nó khác mình sẽ không có ăn nhậu tầm bậy bạ thậm chí mình bỏ nhậu luôn mình bắt đầu mình xây dựng một cuộc sống làm ăn đàng hoàng mình mới kể những câu chuyện đó cho các bạn nghe thì cái tính của tân là vậy đó không có kết hợp những người bạn ở các nhóm khác nhau lại nó chỉ là tai họa thôi thì các bạn thấy rồi gom lại thật đông thì chỉ gây họa thật nhiều chứ không có làm được gì hết cho nên đó là cái tính của tân ngày xưa đến giờ ai cảm thấy có vẻ đúng các bạn nên áp dụng từ bây giờ chơi với ai chỉ biết người đó kỷ niệm ở chỗ đó không gian đó với tổ chức đó đừng gom các tổ chức lại với nhau nếu như không cần thiết chỉ để nó gây ra họa cho mình thôi Chứ nó không có ích gì đâu Thì đó là lý do tại sao Tân có nhiều bạn bè, nhiều câu chuyện Để gỡ những các bạn mà Tân tồn lại Được trong giới đó và Tân không bị gì Nên mình xác định ngay ban đầu Mình tồn tại là để vui Mình tồn tại để nhậu và để nói chuyện Chứ không phải để gây chuyện Khi người ta nóng tính mình chạy Và khi người ta bắt đầu Nhắm tính mình thì mình tìm cách mình đánh lạc hướng Rồi mình ẩn thân luôn mình không dòng lại nữa Tại mình có rất nhiều nhóm để mình chơi Không nhất thiết phải dòng lại cái nơi nguy hiểm đó Vậy là mình sẽ an toàn mãi mãi ha Các bạn ha Các bạn thấy sao về câu chuyện Và cái cách ứng xử ngày hôm nay Cho Tân biết trong phần bình luận Nếu thích nhớ like, share và subscribe Để kênh youtube của Tân đến với nhiều người hơn Bây giờ bye bye Hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau Bye bye